năm nhớ thay ra bắt điện thoại. Cơm thì bưng tới chỗ, ăn nhậu thì về báo vợ báo con, không biết phụ dọn dẹp gì hết á. Không biết sao sống nổi cảnh này nữa. Rồi còn bài đây nữa, anh biết đem rồi kia đi giặt không? Bộ nhà này có mình tôi hả? Anh nằm đó đi, đừng nhúc nhích gì hết á. Đừng làm gì hết á. Mình không biết rồi. Anh mệt. Để em làm cho. Đừng làm gì hết nha. Sao ta? Nếu tới công chuyện cho ta để biết đi làm. Thì công chuyện thì để em làm hết cho. Oh my God!